Em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có làm máy lại chiếc ly 125 nha các bạn. Thì sẵn em mở ra rồi em hướng dẫn cho cô chú anh chị kiểm tra cái lồng của chú anh chị. Nhiều cô chú anh chị hỏi em cái lồng sao biết cái đẹp mà còn giữ lại được. Thì đa số cô chú anh chị đi kỹ nhất là lồng đẹp là mình giữ lại được rồi. Mình thay bạc và chạy cũng ok, bền hơn mình sấy nha cô chú anh chị. Hoặc là cô chú anh chị chọn cấp thay mới lồng luôn thì nó vẫn hay hơn. Thì sấy coi như nó mất cái lớp mạ. Thì đối với tay ga của chú anh chị chỉ cần thùng nhớt 0.8 như vậy nè cô chú anh chị, kê vô chỗ giữa rồi mình bắn cái thay vì cái ốc đây mình bắn ốc đây, hoặc là bắn ốc đây thì cô chú anh chị phải mở thêm cái miếng nhựa mình bắn ốc này nè, khỏi mở nhựa nhiều. Rồi mình dắt cái mâm điện lên, thì công việc tay ga dắt mâm điện lên là cô chú anh chị lợi thế là cô chú anh chị có thể vệ sinh được cái mâm điện của người ta. Tại đây là cái mâm từ 3 pha thì nó dùng cái 5 âm này nè, nó kích đề luôn, thì cô chú anh chị vệ sinh nó hết bụi bẩn thì nó đề lại ngọt hơn và nó sạc tốt hơn nha cô chú anh chị. Rồi thì mình bỏ qua cái đó thì tiếp tục với cô chú anh chị kê vậy, cô chú anh chị bắn ra, cô chú anh chị rút một người thôi, không có cần hai ba người, thì khi mà đẩy máy lên đẩy vô khuôn luôn nha cô chú anh chị thì nó đơn giản lắm. Rồi mình rút ra được xuống tới đây nè, giờ mình bắn ra mình mở thì cái xe của ly này là tương đương cô chú anh chị đi khoảng tầm được gần cả 100.000 cây rồi nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cứ mua xe Việt Nam mình đi bảo dưỡng đúng định kỳ là nó bền, tại tiêu chuẩn Honda là nó như nhau nha cô chú anh chị. Mình chỉnh cái camera lại mình mở nên cô chú anh chị xem. Thì đầu tiên mình mở trước cái phần bơm nước ra nha cô chú anh chị. Bơm nước thì bơm nước mỗi lần làm xe tay ga cô chú anh chị thay cái bơm nước đi. Thì bơm nước có sửa lại, bơm nước lại hình dạng như thế này, nó xài chung rất là nhiều xe, có sửa lại nó cũng không có bền nha cô chú anh chị, đi nó giật lắm. Rồi mình bắn ra cho cô chú anh chị xem, lấy cái bơm nước ra. Đây là mình lấy ra, mình đang để nguyên bản nha cô chú anh chị, mình chưa có mở ra cái gì nhiều hết á. Cô chú anh chị cứ từ từ gỡ cái bơm nước ra, xong rồi gỡ cái nắp cao rồi là nắp chao. Nắp đây này còn làm bằng nhôm nha cô chú anh chị. Những cái đề mới bây giờ người ta làm bằng nhựa luôn á, bằng nhựa chịu nhiệt luôn. Thì cả 5 năm là phải thay luôn. Rồi 5 6 năm cái đó nó hay bị mục cô chú anh chị. Cẩn thận mấy cái chỗ này, tại mỗi cái này là mấy chục anh vàng riêng cái nước nè, cái van hàng nhiệt thì nó đắt nè. Cô chú anh chị cẩn thận bể, nghĩa là tôi dùng tốn tiền nặng thêm. Thì mình tách ra đây, tách cái ống dây này ra cô chú anh chị. Thì làm tay ga của chú vậy, nếu đúng vô khuôn nó quá giật, tại xe FI á thì nó không có giật giả cô chú anh chị. Mà mình khuyên sau này cô chú anh chị đừng mua bình xăng con, thì FI đi nó sướng hơn, tiết kiệm xăng hơn mà. Để mua lại FI gọi là đời cao của chú chị. Tắt cái ống dây ra nha cô chú anh chị, lấy bơm ra thì cái bơm nước là nó bắt chung với cái phần cam. Bơm nước xe này nó đang bị hỏng á cô chú anh chị, thì nó sẽ một là nó chảy nước ra ngoài, nhưng mà nó sẽ thường nó bít lỗ nước thì nó chảy vô cái máy động cơ của mình luôn. Thì nó cô chú anh chị thấy nó dơ, tức là chủ nhân này đi nhớt không có kỹ nha cô chú, nhớt không có kỹ với nước nó lòn vô nó sẽ gây ra hiện tượng cô chú anh chị nhìn này, nó rất là tệ. Nó rất là tệ nha cô chú anh chị, mình rửa lại sạch. Mình lấy này không ra cô chú anh chị sẽ ra R7 vô những cái chỗ này nè. Đang phụ nó, đang mình đóng ra cho nó dễ nha cô chú anh chị. Cái bơm nước này bỏ rồi, cô chú anh chị cứ đóng trực tiếp lên. Bơm nước này là thay cụm cô chú anh chị, không có thay lại phốt. Nên cô chú anh chị đừng sợ nó hư, mình đóng cái phần bỏ đi. Nghĩa là hư là mình cũng đã bỏ rồi, nên cô chú anh chị an tâm cái phần đó. Như bỏ hẳn thì mình cứ đóng bỏ ra thôi, đừng có đóng vô cái phần mà mình chừa, ví dụ cái đầu bò mình đừng có đóng vô bỏ, thì mình cứ mạnh tay lên luôn. Cái cô chú anh chị mình xịt R7 lên đặng cho nó giãn, cái đó mình rút ra cho dễ. Mình nhắc lại nha cô chú anh chị, đóng trên những cái phần bỏ, bơm nước là bỏ này. Xe đời mới bây giờ thay cụm sướng lắm,
sợ nhất là hư cái van hàng nhiệt cái cơ chính trị đây nè, sợ nhất là hư cái van hàng nhiệt tốn mấy trăm ngàn. Rồi cái này nguyên cái cụm này bỏ nè, chỉ giữ lại phần van hàng nhiệt và cái ngã 1, 2, 3, ngã 4 này thôi. Ngã 4 này thôi. Cụm này bỏ nè cô chú anh chị. Thấy nó khô hết rồi nè, chạy nó xào. Nó xào. Hiện giờ mình có bán những cái bơm chính hãng này nha cô chú anh chị. Là 390 ngàn một cái bơm chính hãng như thế này. Nha cô chú anh chị, cô chú anh chị mua mình thay vô. Cô chú anh chị nó khô như vậy nè. Thì bạc đạn nó hư mình không có cứu chữa được đâu, chạy nó rất là khó chịu với xe, nó xào xào và biết sao mà nó lọn nước vô. Đáng lẽ thì á, cái xe khi mà hư cái bơm nước á, nó sẽ thoát được ra ngoài qua cái lỗ này nè cô chú anh chị, đây có cái lỗ nè, cái đây có cái lỗ nè cô chú anh chị, nhưng mà tình cờ nó bít luôn, lâu ngày bụi bẩn nó bít luôn thì đây nó không ra được, đây thì nó chạy thẳng vô động cơ mình, nó ra như thế này, nó chạy thẳng vô động cơ luôn như chứ cô chú anh chị, đặc biệt những cái đời này nè, nó chạy thẳng vô động cơ thì rất là nguy hiểm. Cô chú anh chị mà thấy màu cà phê sữa trong xe mình là tuyệt đối là mình không có giữ, mình thay bơm nước liền. Thì dù là cái xe này mình đã thông báo cho anh này là vô nước nhưng mà nó cũng gán chạy hoài cô chú anh chị. Thì thứ nhất mà nước mà nó vô về nó phá dên luôn, bạc đạn dên luôn, nó xào và đạn dên cô chú anh chị, chạy không có còn y máy nữa. Và tiếp theo mình sẽ bắn, mình lấy cái đầu ra như cô chú anh chị, mình lấy trước cái bộ phận này ra nè, lấy cái phần bu ri ra mấy cô chú anh chị có thấy không, đây nè mình gán, cố gắng cho cô chú anh chị thấy cái phần này ra, đây là cái cảm biến oxy, cảm biến oxy bằng sứ này nha cô chú anh chị. Bên sườn nè, thì cái này người ta có ghi là M3 M37 MB 37 nè cô chú anh chị, có mã số và cái hình đó là có chút xíu vậy thôi. Đây bô bên sườn nó nhiều đời lắm cô chú anh chị, nó nhiều đời dữ lắm nha cô chú anh chị, thì cứ FI là hầu như nó sẽ chung nhiều thứ lắm nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy cái cam ra cái đặt. Mở cái bánh cam ra cho quý vị, mình tắt được cái phần đầu đây. Máy tay ga là nặng cái công quốc máy nè cô chú anh chị, cái cục máy nè nó cũng giống nhau, nhưng tay ga xe số gì nó là cũng là động cơ đốt trong hết. Và cái này chút rửa lại nha cô chú anh chị, nó dơ quá phải rửa, có xe mà gỡ ra sạch dữ lắm luôn, thì mình chỉ cần thổi sơ sơ thôi, những xe mà người ta kỹ làm rất là sướng. Ở ràng cái là mình chỉ sạch sơ sơ nó sạch đến tỏi mình không cần rửa luôn cô chú anh chị, người ta đi kỹ nhất á. Rồi mình lấy cái bánh răng cam ra cô chú anh chị. Những cái này mình phải kiểm bằng đạn cam rồi nha cô chú anh chị, nước vô là dễ xào lắm. Rồi tiếp tục là mình bắn ra cái đâu. Thank you.
trên thân máy tôi chứ, thì mình bắn thẳng ra luôn cho nó dễ. Chút ra cái này nè, chút mình khỏi bắn ra chứ gì. Đây. Đó. Ốc chịu lòng. Cái lòng này á, mình lấy ra còn đẹp, mình chỉ thay bạc cũng được cô chứ gì. Rồi mình thay ra phớt xé nước bắp lại. Nhất là nước vô thì mình kiểm mấy cái này nè, coi có hư không. Đây. Thôi chứ anh chị thấy mũi than nó đóng nè. Thì á, có cái chất tẩy carbon á, mình giới thiệu những cái chất tẩy carbon như vậy nè cô chứ anh chị. Là mình đổ vô sàn á, nó sẽ tẩy được cái những cái mũi than như vậy. Thì cô chú anh chị á, mình mua mình đổ vô, hôm nay mình về rất là nhiều nè, mình đổ vô thì thứ nhất á thì nó sẽ sạch cái đường mũi than vậy nè và cái lỗ hút nè. Thì cô chú anh chị có thể mua cái chai tẩy á, mình xay sức bắp mình xịt vô đây thì nó sạch mũi than như vậy, thì chạy á, nó dễ chết máy lắm cô chú anh chị, với nó róc máy dữ lắm. Tuyệt đối làm xe mà có nước cũng gì, thứ nhất là bơm nước mình phải thay lại sinh cam, mình phải thay lại đựng tiết cộng sinh cam. Sinh cam mà nó cũ thì nó xào dữ lắm rồi chứ anh chị. Rồi kiểm mấy cái bạc đạn lại, thì dên chưa hư thì mình đừng đụng tới dên người ta thôi. Thì cái dên đó mình đụng vô mình ép, nhiều khi là mình cũng bị dính xương nha cô chú anh chị. Cái dên zin cứ để lại, nó không kêu thì đừng có đụng vô. Dên zin dễ ép lại, dễ bị dính lắm. Rồi mình xác định là cô chú anh chị, thì nhiều cô chú anh chị hỏi mình đó, mình không có cần, chưa trước mắt mình chưa không có nhìn cái lồng nha, mấy cái này chút hai lại nha cô chú anh chị, mình không có nhìn lồng, mình nhìn trái piston á nó có xước hay không là mình xác định được cái lồng xài được hay không. Thì mình thì mình quăng cái lồng qua một bên cho cô chú anh chị xem nè, mình không có nhìn cái lồng trước, mình nhìn cái đuôi trước đi, cái đuôi piston đầu trước đi. Cô chú anh chị thấy đóng mùi than như vậy nè, thì cái chất carbon này á nó sẽ tẩy được cái phần đó nha cô chú anh chị, nó tẩy thì nó rất là tốt. Mà xài phải xài hàng của Chivon nè cô chú anh chị, xài hàng Tetron là của Mỹ thì ok, đừng có xài hàng trôi nổi mà kém, tại cái thương hiệu đó là thương hiệu đứng đầu thế giới trong cái ngành đó. Mình lấy cái này ra để mình nói cô chú anh chị hình dung, thì cô chú anh chị hình dung cho mình là xe, tất cả xe ga xe số thì cái cấu tạo piston và lồng đều giống nhau. Cô chú anh chị thấy á, lấy cái phe xịn ra là cái phe nó kiểu này nè, trên cái xe này là xe zin, mình lấy ra mình cho cô chú anh chị cái phe xịn, thì lòng trái mà ai bán xịn là cái phe nó là cái hình như vậy cô chú anh chị. Rồi đây nè cô chú anh chị thấy nè, thứ nhất là cái trái piston nó vẫn còn cái đường giỏng 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 này, là cái đường này là đường nuôi nhớt nè, đường nuôi nhớt thì đa số cô chú anh chị mở ra thấy nó ship nè, nó ship là nó ship thành cái bạc nhớt này thôi, cái bạc nhớt này thôi, mình tuyệt đối không sử dụng bạc cũ nha cô chú anh chị, mình thay lại, mình mua bạc mình thay lại rồi mình cạo những cái đường này cho sạch. Thì trái piston á nó còn nguyên là nó không có sơ xước xác nè, thì cô chú anh chị giữ biết, mình nhìn vô vậy nè mình biết là cái lồng vẫn xài được, thì cô chú anh chị nên tận dụng cái lồng zin mình nè. Thì coi lồng á là coi những cái điểm đi của piston, thì cô chú anh chị còn xác định mà ghép đúng piston á, là ví dụ piston nào có cái chữ in là quay lên trời này, đây cô chú anh chị thấy chữ in không, chứ không phải là nhìn theo cái miệng sức bắp này. Nhiều cái cô chú anh chị nhìn theo ví dụ cái miệng lớn cái quay lên trời theo cái sức bắp lớn là nó sai, mình phải biết chữ in là người ta ghi chữ in, dịch ra tiếng Việt là chữ trên đó, mình quay hướng trên. Còn không biết á cô chú anh chị gắn cái áp vô chọt vô cái nè, cái nào rộng á là quay xuống dưới chọt như cái thế ngón tay mình nè, một cái chạch nè, cái rộng nè, thì cái rộng lúc nào cũng hướng xuống cái đường bô cho mình, hướng xuống cái đường bô xuống đất cho mình, thì cách gáp đúng piston là như vậy. Còn chia bạc á, chia bạc thì cô chú anh chị chia cho mình, không biết chia đối với cái trái piston mà có đuôi như vậy thì cô chú anh chị chia cái bạc nhớt này nè, nó nằm sao, nó nằm làm sao, nằm đây một mảnh bên đây cũng được, thì lúc nào hai bạc nhớt thì cô chú anh chị còn cái bạc hơi kính cô chú anh chị đưa lên chữ in trên, còn cái bạc ấy thì mình
cho nó cái miệng nó xuống dưới nha. Còn không biết mình chia vậy, nhiệm vụ chia vậy nè, để cho mình có làm cái gì nhớt á, nhớt thì nó không đi, còn cô chú anh chị đưa một cái miệng nó ra cái chỗ này thì cái điểm này nhớt nó sẽ lòn lên rất là nhanh nha cô chú anh chị. Thì mình nói trong kỹ thuật mình biết vậy, mình nói vậy thôi, chứ mình cũng không có đi học qua trường lớp gì hết nha cô chú anh chị. Thì mình biết sao mình chỉ cho cô chú anh chị như vậy, thì cô chú anh chị gán tận dụng theo cái mình hướng dẫn đó. Thì bây giờ mình nói kỹ cái phần mà xem lòng còn xài được, thì cô chú anh chị để ý nè, thích tông còn đẹp nè. Lúc trước có anh kia cầm thích tông qua mình và anh kia đã đi sấy lòng là một cái sai lầm. Thì tiếp tục á, mình coi lòng thích tông bạc á, thì mình lau cho thật sạch cô chú anh chị. Coi là mình coi, ví dụ cái lòng gáp vậy thì mình coi theo hai cái đuôi của phít tông thôi, phít tông đi. Tại vì cái phít tông nó không phải là hình tròn, hình oval nha cô chú anh chị. Thì á, cái phít tông mình nhìn nó vậy nè, nhưng mà nó không phải là hình tròn, nó là hình oval đó. Cái lòng này là hình tròn nè. Rồi á, mình coi ví dụ phít tông nó đi là nó chỉ đi đúng hai cái đường này thôi, nó mòn là mòn hai cái đường trên đường dưới thôi. Mình kiểm đường trên đường dưới, thì đối với cái lòng kiến thì mình kiểm khác, còn cái lòng này là cái lòng sắt, cái lòng này là cái lòng nhôm mà bên trong ống đồng này được đóng một cái lòng sắt. Thì có chứ gì để ý, nó sẽ có cái mặt đan lưới là giỏng qua giỏng lại, giỏng ngang đó cô chú anh chị thấy. Cái đường phía tông này đây là cô chú anh chị thấy có hai đường phía tông chạy, thì nó có cái giống màu đen nè, nhưng mà vẫn cái mặt lưới nó vẫn còn, chừng nào có cái sọc đứng luôn á, sọc đứng trên chẻ xuống thì mới hư. Còn cái này cái mặt giỏng cô chú anh chị thấy mặt giỏng lưới đang nó còn đàng hoàng nè, thì cái này cô chú anh chị tuyệt đối không sấy. Tại sao cô chú anh chị là sấy tại cái lớp này là cái lớp ngoài cùng này nè, người ta làm người ta sẽ mạ, nó rất là mạ xi, một chất liệu rất là bền, nên cô chú anh chị nếu đã sấy mỏng vô á là nó mất đi cái lớp đó, nó không bền, nhưng mà nó vẫn xài được mấy năm nha cô chú anh chị. Mà thí dụ cô chú mình thì nhận xe mình chốt là thí dụ tôi làm cục máy này 4 triệu 5 triệu, chứ mình không có phải mình làm phán nha cô chú anh chị, chứ không phải là làm theo cái phong cách mà cô chú anh chị mà đòi người ta mà anh không làm mà lấy tiền nhiều quá, cái đó là rất là sai lầm. Tại vì người ta làm bỏ công sức ra, người ta làm miễn sao là bền là được rồi nha cô chú anh chị. Ví dụ như cô chú anh chị vậy nghe, người ta mình chỉ thay bộ bạc với mình làm lại mình lấy mấy triệu là cô chú anh chị nói mắc không có mắc như cái gì, làm theo cái trách nhiệm của người ta. Còn á cô chú anh chị cái dạng cái người ta thấy đi mua trái, người ta giống như cô chú anh chị hình dung là cô chú anh chị phải bỏ thấy ra người ta phải thay tái thay này thay kia thì nó mới bờ, nó mới lấy được nhiều tiền. Thì nhiều cô chú anh chị hỏi mình tại sao người ta không làm, thì cô chú anh chị nói người ta ăn mắc, thì cũng đúng rồi. Nhưng mà mình quyết định thí dụ như những cái gì cần thay, thí dụ như bơm nước là phải thay nè, nhiều nơi người ta cô chứ anh chị ép thí dụ sợ người ta bỏ này vô là cái này là nó giết tiếp cục máy tiếp theo của mình, người ta không thay thì cái đó nó giết. Còn mình thí dụ mình làm theo cái trách nhiệm của mình nó khác, thí dụ xin cam thay rồi thay cái cục này rồi thay bộ bạc rồi sức bắp rồi thay phốt thay ron rồi lại hết ron đầu, thì cái cục máy của chú anh chị gọi là siêu bền, có thể chạy rất là lâu đó. Thì mình không có ai dám nói thẳng như mình vậy đâu. Nhiều cô chú anh chị mình đăng bài lên cái nhiều cô chú anh chị nói là bố này bố kia hoặc là dên lỏng, không có. Cô chú anh chị mỗi khi mà cô chú anh chị mà làm, chỉ cô chú anh chị chỉ lâu lâu chỉ gặp một thứ thôi, cái dụ mua cây dên thì chỉ gặp một cây dên đó thôi. Còn mình thì làm rất là nhiều, có anh thì nói bố thắng chính hãng phải có chữ ni xin, rồi mình cũng nói luôn nếu anh có gặp cái trường hợp này á thì mình cũng sẵn mình nói luôn. Ví dụ như mình bán là bố chính hãng ni xin nè, có anh nói là bố chính hãng trong chữ ni xin là trong cái bố phải có chữ ni xin, đó là không có đúng nha cô chú anh chị. Hồi xưa thì những cái bố, hiện giờ trong hãng bố có bán bố, những cái bố mà không phải lò xo chéo á thì có cái KBH á, KBH gì đó là bố quay riêng hồi xưa thì có chữ ni xin, nít xin đúng nha cô chú anh chị. Còn bây giờ người ta xài mã số không à, ví dụ như cái K này, mã này là mã KVN nè, còn cái mã này là cái mã gì mình không biết, nhưng mình bán hàng chính hãng thì cái mã số chứ người ta không, hãng bây giờ người ta còn sợ mà cho thí dụ như hãng Honda mà gắn cái mã số đó mà ghi chữ ni xin vô, hãng đâu chịu, nó bắt gia công là bỏ hết ra, nó xài mã số cho nó chứ, chứ nó đâu có muốn mà cô chú anh chị biết nó xài hãng ni xin đâu. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều, hôm nay mình nói cũng nhiều của chính chị, làm là tuyệt đối không bùa cô chú anh chị, làm mình xử lý. Nhiều khi cô chú anh chị sợ tốn tiền á, người ta bùa dữ lắm. Nói chung là mỗi người mỗi cách làm, mình cũng thua, mặt bằng thì cao. Cô chú anh chị không trách ai, mình cũng không trách cô chú anh chị, mà cô chú anh chị cũng đừng trách thợ nữa, trách cái cuộc sống thôi. Cuộc sống của mình nó như vậy thôi.
Nhiều khi cô chú anh chị trách một anh thợ mà làm mắc làm ghẻ, mà trong khi người ta gánh cái mặt bằng 20-30 chai, nghĩa là một ngày người ta mở mắt ra mất 100.000. Nhưng mà cô chú anh chị thí dụ nhận được cái xe của cô chú ngày hôm đó thì cô chú anh chị phải trả tiền của ngày hôm đó cho người ta là chuyện bình thường. Nhưng cô chú anh chị mình đừng có trách vậy. Nói chung là cuộc sống giờ mình cũng không biết nói sao. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị. Nhiều khi cô chú anh chị không có nghe được cái thật lòng của người thợ. Làm cái người thợ làm cực lắm, cái chính việc thấy vậy chứ ai cũng nói chặt chém, chứ người ta đã bỏ nghề gần muốn hết rồi đó.